Rồi tiếp tục review giới thiệu với các bạn bộ jack và công tắc SSH cho các cái đời xe future nha các bạn, future X cho đến future LED. Dĩ nhiên là các cái bộ jack khác của các cái dòng xe Honda khác mình vẫn có ha, Way, AB, Elite gì đó, Vision. Đây các dòng xe khác. Cái này đã từng giới thiệu rồi ha. Bữa nay là chủ yếu là Future X với Future LED. Ví dụ bộ jack này dành cho Future LED nè. Future LED 18, 19. Khác với các đời Future sau này. Bộ jack làm rất là tỉ mỉ nha các bạn. Hộp chống bụi ha. Ống luồng. Cót dây điện chất lượng ha. Bạn thấy cái dắt mà có chữ là thấy biết chất lượng rồi ha. Này. Tất cả được cắm dắt dây zin các bạn. Chỉ cần rút cắm không cần đến dao kéo. Để kết hợp với công tắc SSH nữa thì công tắc SSH mình sẽ nói sao. Còn đây là Full LED 20-21 trở đi nè. Nó phức tạp hơn chút xíu nhưng vẫn là cắm jack như zin, hộp mạch này ha, ống luồng, jack, cót chất lượng, nghe hàng thẳng lối ha. Cót mà kẽm chống đều siêu quá. Đi chìa khóa nhân dân nhìn thấy rất là đẹp, rất là gọn ha. Làm là phải gì nữa các bạn, thì đây là công tắc SSH chính hãng của Honda, bao bì mới ha, có loại bao bì vậy hơn, có tem đỏ đỏ rồi đó ha. Công tắc chính hãng thì được cái là nó đẹp, không có bài vớ, có chữ số luôn, các cái chân đồng, rất là ngay hàng thẳng lối ha. Điều chữ thì rất là sắc nét rõ ràng, không có lem, các ký hiệu cũng vậy. Nút bấm thì nó không bị sượng, mặc dù nó hơi nặng, nó do lò xo. Cái này cũng đúng thôi ha, để tay xài 5-10 năm nếu mà lò xo mềm quá thì nó sẽ mềm xèo, cần lò xo cứng hơn để xài được lâu hơn. Mà thấy ba công tắc SSH chính hãng đẹp không? Thì tiền nào của đấy. Thì hiện tại trên thị trường thì theo mình được biết thì nó có tổng cộng là tới 4 loại, không biết còn loại thứ 5 thứ 6 không. Cái loại mà các bạn hay mua hay gặp nhất thì người ta hay bỏ trong cái hộp hay là cái bọc túi zip, không có chữ số gì hết. Ba loại còn lại là của ba công ty, hai loại là của hai công ty, một loại là của chính hãng Honda. Đó. Thì giá chênh lệch vài chục nha các bạn. Giống như câu mình hay nói là tiền nào được của nấy ha. Nhỏ nhỏ gì chứ nó mắc. Hàng chính hãng mà. Rất là phức tạp để làm được một công tắc như thế này. Cho nên là cái giá nó cao là bình thường thôi. Ghim vô. Sắc gạt đi ha. Cót pha passion rất là gọn ha. Máy dắt này đưa lên trên là ghim lại nè, lấy mát cái bên sao khóa xong, đơn giản vậy đó, lấy rút rút lại bền bỉ theo thời gian, không cần phải tuốt nhét
nó vừa nó không an toàn mà lại mất thẩm mỹ nữa các bạn, nó không có nhiều tiền. Thì mình khắc khổ gút ra ha, mình đánh giá rất là cao về cái bát sinh của một cái công tắc trên chiếc xe. Cái nút bát sinh nó rất là quan trọng các bạn, nó quan trọng cái kèn đó. Theo đánh giá kèn bóp có nhiều khi ta không nghe, nhưng khi bạn đá đèn thì ánh sáng nó sẽ tỏa ra ha. Nó sẽ đập vào gương chiếu hậu ha, hoặc là đập vào các cái biển bên ngoài đó, phản xạ phản chiếu rồi đó, người ta sẽ thấy dễ hơn, nó không có ồn ào. Rồi bạn nào mà cần lắp cái bộ này thì các bạn có thể ghé mình lắp ha. Địa chỉ số điện thoại thì có trong bên dưới video. Future các đời, các cái dòng xe Honda khác. Vision AB Way đây ha. Bỏ vô hộp thế nó lịch sự ha. Rồi các bạn. Mấy cái giắc 4 này rất là khó mua. Hiện tại chỉ có lỗ này, không có lỗ khác, nhìn nó cũng không đẹp lắm. Nhưng mà được cái là nó cắm giắc như zin, còn không là ông ta phải tuốt nhét. Cốt mã niken, chống rỉ sét, tiếp xúc tốt, chống hiện tượng đèn bị chớp giật, nguồn điện không ổn định. Tất cả đều xài cốt 4 chấm mã niken, nhìn rất là chất lượng, rất khó mua được cái sản phẩm chất lượng.